đâu cô, hôm nay chúng mình cùng ra ngoài chơi nhé. Dừng lại đã, mình phải ưu tiên xe cảnh sát đi trước nhé. Đi thôi nào. Daisy Queen và Dinoco đi đâu vậy nhỉ? Nhìn kia, Daisy Queen ở kia có đồ ăn vặt. Ôi trông ngon quá đi mất. Ngay tới đại cậu ăn thỏa thích đây. Nham nham nham. Thật tuyệt, mình cùng ăn thôi nào. La 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 la. Ôi, gì thế kia? Ái chà chà. Này, mau đưa kẹo cho ta. Đáng sợ quá. À, chạy mau. Bọn nhóc nhát gan. Số kẹo này giờ sẽ là của ta. Ui, ngon quá đi mất. Ôi, xe tải đã ăn hết đồ ăn của MC Queen và Dinoco mất rồi. Ăn xong rồi, mình phải đánh một giấc mới được. Những vụn thức ăn sót lại đã thu hút đàn kiến gần đó. Ôi trời, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Trông chúng thật đáng sợ. Chúng đang đến gần xe tải. Ôi trời ơi, kiến khổng lồ. À, có ai không? Cứu tôi với. Đừng, đừng lại đây. Mình phải làm gì bây giờ? Cứu. Dừng lại. Đừng, đừng mà. Có chuyện gì thế? Deadpool, làm ơn hãy giúp tớ. Lỗi tại tớ vứt rác không đúng nơi quy định nên đã thu hút một đàn kiến khổng lồ đến. Tớ sợ lắm. Bọn chúng đến rồi kìa. Tôi xin lỗi, hãy tha cho tôi. Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu. Đi đi kiến xấu xa. Các người đừng hòng làm hại cậu ấy. Dạ, Deadpool đang dùng sức mạnh của mình để đánh đuổi kiến khổng lồ. Cậu ngâu thật đấy. Cảm ơn cậu. Trước sự tấn công của Deadpool, kiến khổng lồ gầm gừ đau đớn, sau đó thì bỏ chạy. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Deadpool. Một ngày mới lại bắt đầu, chúng ta cùng ra đường thôi nào. La 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 la, la 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 la. Ôi trời, mưa rồi. MC Queen đi đâu vậy nhỉ? Vào đây tránh mưa mới được. Mọi người ơi, chúng ta vào đây đã. Mưa to quá. Nhanh lên nào. Ôi trời, mưa to quá. Mưa kèm theo cả sấm chớp nữa. Trời ơi, mưa lớn. Nước cũng trôi cả đất đá ở miệng hang. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Các bạn ô tô của chúng ta vẫn đang ở trong đó. Trời ơi, nguy hiểm quá. Không thể tin được, miệng hang đã bị mưa lớn làm cho vùi lấp cả rồi. Vậy mà trận mưa vẫn chưa dừng lại ở đó. Mọi thứ càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn nữa. Vậy là các bạn xe đã bị mắc kẹt hoàn toàn bên trong mất rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Cơn mưa cũng chịu dừng lại. Chúng ta sẽ nhờ bạn mấy cậu này đi giải cứu các bạn ô tô nhé. Đầu tiên là phải hút hết lớp cát này lên đã. Các cậu cứ yên tâm, không gì có thể làm khó mình được. Chà, bạn mấy cậu thật mạnh mẽ, phải không nào các bạn? Ôi, chúng ta tìm thấy được một bạn đầu tiên rồi này. Chúng ta sẽ đẩy bạn ấy vào trong chiếc giỏ này trước nhé. Tiếp tục công việc nào. Chà, hình như có gì đó. Wow, một bạn nữa đã được tìm thấy rồi này. Để tạm vào đây đã. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra các bạn khác nữa. Đây rồi.
một bạn ô tô nhỏ xinh. Vậy là ba bạn đã được tìm thấy. Tiếp tục nào. Chà, đây chẳng phải là bạn ô tô to nhất sao? Phải gạt hết chỗ cát này ra thì mới cứu cậu ấy được. Yeah! Còn MC Queen nữa. Cậu ấy đây rồi. Ta-da! Nhanh nào, vẫn còn một bạn nữa. Vậy là chúng ta đã giải cứu xong các bạn ô tô. Bây giờ đi làm mới lại các bạn ấy nào. Một bể nước to đã được chuẩn bị. Các bạn ấy sẽ được làm sạch ở đây. Đầu tiên là bạn mô tô trắng này đã nhé. Mình nên kỳ cọ sạch sẽ cho các bạn ấy một chút. Xong rồi, các bạn nhỏ có thấy bạn ấy đẹp hơn không nào? Hóa ra đây chính là xe cảnh sát đó các bạn ạ. Cảnh sát trông thật ngầu phải không nào? Tiếp tục nào. Đây là ai vậy nhỉ? Ô, là bạn xe bồn chở ga. Đây chính là bạn ấy ngoài đời thực đó các bạn ạ. Còn bạn này thì sao nhỉ? Các bạn đoán xem đây là ai? Đó chính là xe của sở thú. Các bạn động vật đưa vào đây và sẽ được vận chuyển đến địa điểm cần đến. Còn đây chính là bạn xe buýt ta vô lừng danh đó. Cậu ấy thật ngầu phải không nào? Còn đây là ai ta? Các bạn đoán được chưa? Đó chính là bạn xe đổ rác. Bạn ấy giúp ích cho môi trường thêm sạch đẹp đó. Thật tuyệt vời phải không nào? Còn bạn cuối cùng. Chắc hẳn các bạn nhỏ đều biết đến bạn ấy có phải không? Đó chính là xe đua MC Queen lừng danh của chúng ta đó. Bạn ấy có tốc độ cực kỳ nhanh đó. Vậy là đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ nhé. Chúng mình đi thôi. Đợi tớ với. Nhanh lên nào. Yahoo! Tớ đến đây. Hôm nay mẹ dẫn các con đi chơi nhé. Ta đói bụng quá. Ta còn ngồi bỏ bụng rồi. Những chú cá tươi ngon lại đây nào. À, khủng long, các con mau chạy đi. Cứu thôi bơi. Cút đi, con khủng long xấu xa. Dạ hô. Tìm tớ đây. Chúng ta cùng thua chứ. Được thôi. Chạy nhanh lên các con. Nhanh lên nào. Rào. Cá nhỏ, đừng có chạy. La 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 la. Ủa? Ôi không, gia đình nhà cá đang gặp nguy hiểm. Chạy mau lên các con. Ôi không, chúng ta bị mắc cạn rồi. Có ai không, cứu tôi với. Mau lên, mau lên. Đến nơi rồi. Cứu tôi, cứu tôi với. Chúng ta cần thêm sự hỗ trợ của bạn trực thăng và xe cẩu. Tớ đến đây. Chúng tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tớ sẽ quan sát từ trên cao. Ôi không, khủng long đang đến kìa. Tránh xa bạn ấy ra, đồ khủng long xấu xa. Ui da, đau quá. Đừng, đừng bắn nữa. Tôi đầu hàng. Chạy mau. Chúng ta đã đuổi được khủng long rồi. Bạn cá không còn nguy hiểm nữa. Trông cậu ngầu thật đó. Cảm ơn bạn trực thăng. Tiếp theo chúng ta sẽ phải đưa gia đình nhà cá thoát khỏi đây. Hai bạn nhỏ nằm trên lưng tớ nhé.
đi thôi nào. Còn tớ sẽ giúp đỡ cá mẹ. Cá mẹ có cơ thể lớn hơn nên cần một chỗ rộng rãi. Đừng sợ, bọn mình sẽ đưa bạn về nha. Được rồi, xe cẩu sẽ giúp chúng ta. Đi thôi nào. Các cậu thật tốt bụng. Đến nơi rồi. Gia đình nhà cá cuối cùng cũng được an toàn. Hurra, thích quá. Còn cá mẹ nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Không có gì. Chào tạm biệt gia đình nhà cá nhỏ nhé.